Là chuối nó bắt nó già nhỉ nhá. Một cái cột điện tố đùng này mà cháu được chù Tuấn một đầu, con bé một mình nó một đầu. Nó bảo các anh đứng dịch kia nó vướng. Bọn cháu không đứng bê cùng nó, cho thằng chù nó không muốn đứng gần, sợ ghen. Mình đó, chạm mấy nước. Anh cho cao lên, chỗ đấy chạm đất thì là nhìn thấy nó lôi lên nhỉ. Kéo cao lên. Tập đoàn bên kia. Anh kéo cái chì từ cái thẻo dưới trước, không kéo thẻo trên không kéo cả được đâu, hai cái nó zip. Kéo cái một thôi. Chỉnh lông lên, lông lưỡa lưỡa. Kéo lưỡa lên. Câu đoạn đấy lông mà chạm đất rồi. Anh phải kéo lên tí nữa, vẫn chạm đất ở đây, vẫn chạm đất. Mà em nhìn thấy nó phải chạm đất sâu. Trôi là vì nó chạm đất nó không ấy. Đấy, như thế thì nó nhiều lúc ăn mình không biết. Nó xuống, nó cắm đầu phao xuống rồi nó nổi bành bành là phao. Đây phao rồi cắm một đầu xuống. Em cặp chì lặng mà. Nè. Không chạm đầu phao cắm xuống là không chạm. Quá trời này cái trùng dạng xương. Trùng như là chân trùng. Không có anh. Có nó nhìn thấy hết mà. Là cái chài, cái đấy phải chơi chài, rắc cho tí cá.